chào các bạn, lại là Vì Sao đây. Trong cuộc sống có rất nhiều thứ khiến chúng ta mệt mỏi. Vậy vì sao bạn không dành ít phút cùng xem những clip siêu hài hước ngay sau đây? Đảm bảo bạn sẽ thấy vui vẻ và cười hết cỡ luôn. Anh ơi, mua thử đồ của em không? Oh my gosh! Chú đừng tưởng anh thiếu tóc nhé. Một kiểu chào rất chi là đỉnh nóc kịch trần nha các bạn. Một cách chôn muốn ung thư mũi. Khi chồng bị vợ bỏ đói lâu ngày và cái kết. Nếu bạn có thể chịu chơi như anh chọc này, tôi xin bái làm sư phụ. Con cứ yên tâm, đảm bảo sẽ vừa miệng con. Em hãy trố mắt lên mà xem kỹ thuật chạy của anh đây. Bố cứ yên tâm, con cắt được. Bạn sẽ làm gì nếu gặp phải một băng cướp bá đạo như thế này? Wow. 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 Một tình huống khỏi cần gọi cứu hộ làm gì cho tốn tiền phải không các bạn? Wow. Lần sau đừng rủ chị em xem phim kinh dị nhá. Và tốt nhất cũng đừng cho chị em ném phi tiêu. Nhặt được của rơi và cái kết. 吗？khi bạn có một cô vợ cực lươn lẹo và cái kết.接下来，日本选手三上沙耶可305B 反身翻腾2周半躯体，难度系数3.0。哎呦我的妈！muốn ra trưởng tí cũng không được. Anh đưa em đi dạo phố cách coi. Lần sau nhớ giấu chỗ nào kỹ hơn nhé anh giai. Nhà có thằng con này nấu ăn thì chắc bố mẹ cũng phải rủ nhau ra hàng ăn cho lành. Trời ơi, cứu tôi trời ơi, chết tôi trời ơi. Hả? Ở đời nhiều khi thấy vậy mà lại không phải vậy. Vợ với trẻ con suốt ngày đi chơi, các anh để tôi tẩn cho nó một trận. May mà mình luôn thủ chai nước xịt kính chứ không thì toi mạng. Đứa dở hơi nào lại xích xe ông thế này. Khi bạn có một bà mẹ tính nóng như kem. Máy móc dạo này bẩn quá, cần rửa giấy cho sạch lại cái coi. Này thì hết hồn chưa? Có cần phải nghiện kênh Vì Sao đến vậy không cô gái? Thấy gái là anh mất hết thần thái. Em đấm làm sao mạnh nhất có thể cho anh. What the hell? Oh my god! Cái máy nào? Sao máu nào? Con đồn ra khô được à? Á? Chia tay đi, anh đừng có kéo tôi lại làm gì. Hả? Cái xíu họ là cao kịch nó không đen à? Khi lính mới được cầm kéo và cái kết. Ôi thôi, đi tông cái điện thoại. Một khi anh đã không thích thì đừng có làm thế trước mặt anh. Xe nào đi trước, xe đó có quyền. Video đến đây là hết rồi. Chúc bạn luôn có những nụ cười tươi trên môi và hãy đón xem những tập tiếp theo của kênh Vì Sao nhé. Bye bye.